Thì vậy mua về thì ông sợ chuyện đó, vậy là em đi công chuyện, đi coi chuồng khác nữa, là cho tài xế em qua em tự xử lý luôn. Như là bây giờ ngồi chờ ông thì đó thì không có đâu chuyện đó đâu. Rồi có ai ở đây không để lát tới để chỉ á, chỗ không biết được. Không, chú ở đây. Rồi giờ để ông tới đây. Ông ở đây không có gì ông dắt xuống giùm cho. Dạ. Còn làm ăn với xong rồi tiền bạc xong rồi lát xuống là đi dắt lên chi thôi là đi vậy. Tiền rồi là muốn làm sao. Dạ đúng rồi, đúng rồi, có gì có ở đây có gì. Lên Zalo là coi con dê nào nhìn là biết hết rồi. Đó. Biết hết rồi. Con gà người ta làm lộn nhiều quá, lúc đưa gà lộn có. Đưa gà lộn làm. Thôi dễ à. Làm sao lộn à, sao phải lộn thôi. Thôi còn lòng biết cho chi nữa lòng hết nhìn con nào gà đủ đống luôn à. Zalo biết con nào luôn à. Là các con biết hết rồi. Chúng nói ủa rồi nhìn gà của em gà bự mà sao giờ còn con kia. Anh mà mua dê, anh nói giờ anh chị chụp qua Zalo cho tôi coi lại cho rõ hơn đó. Cái gì thôi đó. Chứ ai mà không có ý đó. Con gà nó nuôi từng đổ nộ ra, bây giờ chỉ mua bán á. Xem tay giờ chắc rồi, tay ký. Bán xe cho nó mua rồi, anh ký ví dụ ký nhiều đó, rồi cho nó kỹ rồi xong. Mấy bộ lông ở trên quý mấy mẫu tóc bài đó, giỡn đâu. Giờ biểu mình hơi thiệt, bây giờ nói biểu mà ai cho thêm 1 tỷ bạc nói tôi thăng mở lại cho tôi. Tôi chục con là chục con à, nhiều biết thôi mà chất lượng, mình chăm sóc kỹ, mình quản lý được. Cái số lượng mình nếu mà nuôi 6 tháng đầu ra đĩa ra chết coi như là được mất trắng luôn đó, như là cổ thêm cổ rồi mất trắng. Dạ. Đây đỡ cái chú là nuôi cỏ này cám, nhưng mà nếu mà nuôi cám như cái chỗ kia cái nước là bởi bệnh luôn rồi đó, không có cám chứ không là bệnh luôn á, rồi càng mà trùng mệt nữa lũ chết nữa. Tình ni á, tình ni thế này không biết mà. Tình ni, ni. Ông ù á. Con chuyện đó thì cũng khó, không phải biết gì đó gì. Anh em là biết liền, nhìn biết liền, hỏi là biết ra liền. Xong buổi sáng giao dịch thành công mày rơi cả nhà, giờ chỉ cho xe xuống bốc thôi. Chuồng thứ hai, khám phá chuồng thứ hai. Rồi. Làm mấy bài bản mà chuồng trại không nói gì mà bên cỏ rác với lại hai người chăm sóc á phải trực tiếp. Làm số lượng nhiều, ví dụ như làm 30 con á phải trực tiếp tại chuồng luôn. Coi ngó sinh sản rồi chăm sóc như trăm con á. Cái thứ này mà đụng lơ một chút là khổ lắm. Chút này bò về từng bán đất bán đai hết rồi con ở nhà. Con làm gì cũng lờ thờ ơ mà thiệt cái chơi mà nói thẳng làm á nên nó. Nuôi chăn nuôi này mà thắng ra mình nuôi con dê như nuôi con mình á thì mặt may còn thấy còn có li ti hy vọng thì có lời, chứ mà nuôi mà kiểu mà nuôi mà lơ là lạng quạng là cứ hết chỗ đỏ rồi tới bán đất là ở nhà đó. Thiệt luôn á, nên may rủi quá. Thuốc men á mình phải kỹ thuật, đúng kỹ thuật chăm sóc, nào mình phải biết bệnh biết thuốc
xử lý kịp thời. Thuốc nhà rất là nhiều. Chứ là hai nữa là mình nuôi mà khi đẻ khi chữa rồi á, ví dụ mình mấy nhiều khi đó mà có bầu thả cho mấy sòm nhảy hư hết rồi nó bén xảo rùm lum. Đụng mấy bà sòm mà có bà mà tơ đụng mất bà không biết con chữa bà có gì bà đang ăn. Đó nhảy. Rồi đẻ xảo má thì lum rồi đầu rồi đẻ ra mình kẹt chân kẹt cẳng chết. Rồi đầu tới khi mà đĩa non rồi tờ đó là bệnh, mấy cái bệnh đó là cái bệnh thường gặp con dơi nhất. Đúng rồi. Dạ cái đó là mình mới chăm sóc nó cho mình biết. Con nói đúng tâm trạng của Tú luôn. Dạ đó nó vậy đó mà còn ăn uống cái chuyện thiếu chút xíu rồi nó ốm chút không có vấn đề gì mà mình không biết bệnh mà không biết mà kiểu mà thời gian mình mới bấm thời gian mới bấm nó lúc nào nhảy ngày nào nè ngày nào đĩa ngày nào nè tôi biết cỡ đó luôn á, biết là đêm đó đĩa hoặc là ngày mai sáng mai đĩa mình biết trực tiếp, mình để mình canh mắt riêng ra, nhốt riêng ra hoặc là như thế nào đó mình xử lý nó. Nhưng mà chú thả con này con nói đĩa 10 con hết 10 con là nó bỏ con không cho bú rồi. Đúng rồi, đau khổ nhất là lúc mà nó mang thai còn đĩa má đĩa ra chuyên môn đĩa ra là không cho bú đĩa ra là cái đầu con của nó rồi cứ nằm tùm lơ lửng rồi rút buộc con này đạp lên con y hử rồi cái nó hơi mùi á hơi mùi con khác là nó không cho bú rồi nó bỏ bú luôn rồi làm cho con nó rồi lần rụi lần chết luôn. Nó ác vậy. Thì con điện hỏi đực 145 á có con không? Con điện thử rồi. Ê, tiếp tục đi dọn chuồng. Tiếp tục đi sáng đi dọn chuồng. Bằng giá Đồng Nai luôn vậy. Rồi nhiều con vừa phải chứ gì cái giá nó hợp lý của nó chứ. Rồi nhiều đồ đâu có được. Còn... cột chứ. Cái này cột cỡ bỏ lên chở chứ nó bỏ lên đó. Không phải xiết đâu, phải xiết khỉ đâu mà bỏ lên đó. Ra giờ tới nhà còn cái lông dơi không á. Cũng muốn chân luôn hả nha. Cũng muốn chân. Nhiều dây đủ không? 4, 1, 3 đi con no nhiều con dây đủ không nè? 2 dây đủ rồi. Con no kia cột 3 chân thôi, con này được 4 chân. Con bụng bự con 4 chân nó chịu không nói. Rồi lên nó con đó con dưới này. Con tên này luôn. Con kia luôn. Con kia luôn.